Xin động kính chào quý đảo là truyền hình SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, Covid 19 hoành hành tại Mỹ à, làm cho chúng ta thấy nhiều điều rất là lạ lùng và trên nhiều chương trình trước đây tôi nói cho quý vị kể quý vị về những cái chuyện nào là khẩu trang, văn hóa, có chính trị có nào là thực phẩm dư thừa không ai mua sữa đem đổ ngoài đồng, rau đem chôn, cả à, khoai tây đem cho rồi nào là cái chuyện nghĩa là các tiểu bang chia tiền nghĩa là nó không có đồng đều vân 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 hôm nay có cái chuyện nó lạ kể quý vị nghe <laughs> đó là chuyện sinh viên đòi lại tiền học à. quý vị biết trong thời gian qua covid 19 chín làm tất cả trường học mỹ coi như đóng cửa từ nhỏ đến lớn từ mẫu giáo đến đại học nữa. mẫu giáo trung học này kia thì chuyển công để ở nhà thì học online chuyện nó không thành vấn đề bởi vì từ lớp 12 trở xuống lớp mẫu giáo thưa quý vị tất cả trường công đều không đóng tiền vì cái tiền đó do tiền thuế người dân chúng ta đi mua hàng chúng ta chưa tắt thở ở nước mỹ này chúng ta đóng thuế cho dù có đi làm hay không tại sao tôi nói câu đó nhiều người hiểu là bởi không đi làm đâu đóng thuế sai tất cả những người nào ở mỹ này chưa tắt thở đều đóng thuế và cái thuế đó đã đi vào nhiều chỗ một trong cái thuế đó là đi vào trường học thành gia học trường công là không sao ok học ở nhà xong học nhiều học dở chuyện lắm mấy anh tôi không cần biết nhưng mà học đại học thì sao bởi đại học anh phải đóng tiền đóng tiền mà bây giờ bây giờ học ở nhà đâu có được đúng không vì học sinh người ta kiện sinh viên người ta kiện người ta kiện ví dụ có hai vụ kiện nổi đình nổi đám nhất là vụ kiện ở Russell University và University of Miami tiền học ở đây tới 70 ngàn một năm thôi 70 ngàn một năm là gồm có tiền học này tiền xe đi lại này xe bớt này tiền dom này tức là tôi thiếu xá này đủ thứ ăn uống nói chung là vị chi là bảy chục ngàn bảy ngàn một năm một người mà bây giờ cái mùa spring này quý bắt chúng tôi ở nhà học online học online học online là không hiệu quả bây giờ tôi kiện đòi lấy cái tiền đó tại sao mà các sinh viên đòi lấy tiền lại họ lập luận như thế này việc nộp đơn nộp đàng hoàng á mà không phải là, là 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 hai đại học này không bây giờ có khoảng 200 cái đại học đang bị sinh viên họ đòi tiền và họ đã mở ra một trang web một cái trang thử nguyện thư quý vị thấy trên hình nó của trên đất á yêu cầu các trường học phải trả lại tiền lý do là do họ kêu trả lại tiền họ nói như thế này à, thứ nhất chúng tôi mất cái khung cảnh trong trường học chúng tôi ngồi ở nhà thấy không chúng tôi mất cái không khí trường học ngồi học dưới trong mái trường nó mát mẻ nhìn qua cô này cô kia bước ra ngoài ngồi dưới gốc cây đi con đường là lá me bay nhìn thấy người này người nọ em này em kia Đã đại khai không thú nhận nhưng mà thời sinh viên tôi cũng trải qua tôi biết là cái chuyện mà đi học mà cầm cái sách nhìn vậy nhưng mà liếc nhiều lắm anh nào cô nào cũng liếc anh thì liếc cô cô thì liếc anh có liếc mình hay không nó nói chuyện bình thường đó bây giờ chúng tôi mất cái khung cảnh đó mất cái cảm giác đó tiền không thể bù được đó là cái thứ nhất cái thứ hai chúng tôi mất cái chỗ gọi là gì để chơi thể thao Ví dụ tôi đang học đô bô, tôi chơi thể thao Bởi vì trong cái tiền học phí đó thưa quý vị Có tính luôn cả chứ cái tiền đó luôn Hồi xưa tôi nhớ đi học là dù không chơi thể thao học vẫn tính tiền đó Ví dụ tiền học bao nhiêu, tiền ăn ở bao nhiêu Tiền thể thao bao nhiêu, thì bảo hiểm nó có hết Đó là những khoản bắt buộc anh không ra chơi thể thao là kệ anh nhưng mà chúng tôi vẫn tính tiền có huấn luyện viên có sân banh cái này kia đồng hàng bây giờ chúng tôi không được cái đó rồi chúng tôi không được chia sẻ những kinh nghiệm quý giá của thầy cô mà chỉ có ở trong lớp học chúng tôi mới chia sẻ được. Còn qua truyền hình chúng tôi không chia sẻ được. Ví dụ trong lớp thầy cô có thể đến tận nơi tôi chỉ với tôi này kia vân vân vân. Hay là tôi có thể đến, tôi gặp những cái giờ gọi là lên gặp thầy cô. Quý vị nào đi học ngày xưa biết đó, nó có gọi là cái office hour đó. Của các giáo viên, các giáo sư đó là mà một tuần nó tiếp bao nhiêu sinh viên, trong mấy giờ mỗi sinh viên chỉ được 10 phút, 20 phút, thì tùy theo. Chúng tôi mất cái đó, cũng là tiền. À. Rồi chúng tôi mất luôn cả những kinh nghiệm mà học với bạn bè Ủa Kiện là đưa đủ thứ ra nó ok lắm Mà cái nào nghe có lý gì đó Bởi vì tôi bảo là học thầy không tay học bạn mà, đúng không? Cho nên là chúng tôi mất luôn cả cái đó Chúng tôi mất đủ thứ hết Rồi cái là không tôi không được ở trong đom Chúng tôi phải đi ra ngoài như trường Harvard nó đuổi ra hết Đuổi ra hết trong vòng là mấy ngày đã phải đi ra hết Rồi ra ngoài chúng tôi mướn nhà chỗ khác hoặc về với bố mẹ chưa kể về bố mẹ nhiều khi còn lây covid 19 còn lôi thôi nữa đó là những cái mà người ta kiện Thứ bây giờ kiện đòi lại tiền các sinh viên này đòi lại tiền đó. nhưng mà các luật sư bảo là khó đây là một cái trận gọi là ấp hưu bè đầu tức là ngựa về ngược khó lắm bởi vì sao họ nói rằng là những cái nhà phân tích họ nói là bên phía trường đại học họ có những lập luận riêng của họ họ bảo là gì thứ nhất tôi không dạy anh ở trường học tôi dạy anh qua internet anh có hài lòng không hài lòng không hài lòng nhưng mà tôi vẫn xác nhận là anh có bằng ấy anh vẫn ra trường đang hoang đầy đủ á. <laughs> trong cái bằng của anh tôi không có ghi covid 19 gì nha đó. cái bằng nó vẫn có giá trị mà anh trả khoản tiền đó nó một cái khác là để mua bằng tôi vẫn cung cấp bằng anh đủ và hài lòng với những gì nhau tất nhiên kia không hài lòng với những cái chuyện kia nhưng mà hài lòng với giáo án tôi đưa ra có đúng không cái thứ nhất cái thứ hai họ nói là gì họ cũng phải chi thêm tiền để mướn những giáo sư dạy online quý vị nên nhớ ở mỹ này không phải đang đứng dạy lớp mà lên dạy online được đâu phải đi huấn luyện phải có giấy chứng nhận dạy online nó phải có chứng nhận thành ra họ, họ bảo là chúng tôi bỏ tiền ra huấn luyện các giáo sư là dạy online có người đến dạy cho dạy online để biết enter là gì escape là gì các thứ đại khái nhiều giáo sư không bao giờ rành computer đỡ không rành về những cái chuyện mà zoom không rành về những cái chuyện là cái gì space rồi này kia cái đó họ cũng có thể là bày vẽ là làm nhưng mà cái đó là cái lập luận của họ rồi cái gì nữa họ nói là chúng tôi cũng lỗ nhiều lắm các sự kiện thể thao không thể tổ chức được Chúng tôi không thể bán vé được, chúng tôi không thể bán bản quyền truyền hình, được. chúng tôi không thể lấy quảng cáo được, chúng tôi cũng bị thiệt trong đó chứ không phải quý vị thiệt. Thì <laughs> hai bên đang như vậy. Và các chuyên gia pháp lý họ nói là rất khó cho sinh viên mà để mà lấy lại khoản tiền này. Lấy rất là khó là bởi vì sao? Nó còn cái chuyện đó là bây giờ ngay cả kiện tập thể chắc nữa chưa chắc người ta xử, chưa chắc tòa án xử bởi vì như chúng tôi trình bày với quý vị đó bên nào cũng có lý cả nhưng mà để mà cho các sinh viên mà tập trung lại để có một kiện tập thể mà tất cả 200 trường đại học ít nhất là 200 trường nhá ít nhất là 200 trường trong đơn kiện này là một điều không dễ thế nào cả các trường học họ có đủ tiền để họ muốn luật sư giỏi nhất ra để cãi trong cái class action như thế này đó, gọi là kiện tập thể ấy, thường chỉ có những tổ hợp luật sư cũng không lớn lắm hoặc là không phải là giỏi lắm bởi vì ngay trong luật sư họ biết là có ăn hay không có đủ sức hay không thì họ mới kiện bởi vì kiện ai bỏ tiền nó mướn luật sư này đây thường nó là do các công ty luật họ tình nguyện họ làm mà tình nguyện thì thưa quý vị nó không không có, không có sung làm có tiền nó mới, nó mới sung độ không? có tiền thì không có sung độ thành ra cái này nó là cái khó cho sinh viên và đấy nó là cái đề tài gây tranh cãi từ covid 19 ra các trường học có cái lý của các trường học sinh viên có lý của sinh viên nhưng mà tụ tụ chung lại là cả hai bên đều thiệt hại thì cái thiệt hại này nó tính với thiệt hại chung của xã hội mỹ vì covid 19 chín thấy chưa covid 19 nó nguy hiểm chưa làm cho con người ta nó là thế thảm luôn bây giờ là rồi cuối cùng cũng phải trở lại đi học nó cũng hồi chết chứ làm gì nhưng mà theo các chuyên gia pháp lý họ cho thấy rất khó để kiện các trường với các trường họ có lý của họ đó thì đó là câu chuyện mà lý thú tôi gửi kể cho quý vị xin quý vị đừng rời màn hình SCT chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin từ mạng. Cảm ơn quý vị như màn hình vừa là truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Trước cái phần quảng cáo tôi có kể quý vị câu chuyện lý thú đó là cái cuộc chiến pháp lý giữa sinh viên và các trường đại học của Mỹ trong cái chuyện mà họ đòi tiền lại vì họ không được học ở trong trường học trong mùa Covid-19. Các trường học thì bảo là không, chúng tôi vẫn đầy, đầy, đủ. Vì Covid-19 nó quý vị thông cảm thành ra chuyện đó chưa biết như thế nào. Bây giờ qua một câu chuyện không lý thú không kém. Đó là chuyện liên quan đến thịt heo. Thịt <laughs> heo. <laughs> Quý biết cách đây đội chừng hơn một tuần Nhiều công nhân của các hãng Những cái xưởng làm thịt ở Mỹ Ví dụ Tyson Smithfield vân vân Họ đóng cửa Lý do là bởi vì Bị Covid-19 Cho đến giờ phút này người ta tính là nó khoảng 20 công nhân bị chết Và hơn 2.000 người bị bệnh Trong số cả triệu người làm việc trong cái ngành này Và thế là các hãng xưởng họ phải đóng cửa và phần trước, kỳ trước tôi còn tích cho quý vị đó, đóng cửa để làm gì? Thứ nhất là họ thầy chồng. Rồi thứ hai, nữa, mà ngay cả thầy chồng trong một số nhân viên không dám trở lại vì họ sợ bị lây. Thế họ xin đơn thất nghiệp, ở nhà ăn thất nghiệp ngon hơn. Thế là người ta mới lo ngại là thiếu thịt. Đúng không? Bởi vì những cái thị lớn mà quý vị thấy, anh Smithfield sản xuất thịt ghê lắm, xuất cả tới 40 nơi nước trên thế giới mà thì cũng tuần trước Tổng thống Donald Trump đã sử dụng cái quyền chiến tranh năm 1950 ra lệnh cho các các sự thịt để phải mở cửa bạn làm việc. Không được đóng cửa, đóng cửa phải thiếu. Nhưng mà một số nơi nhân viên vẫn không trở lại làm việc. Họ bảo nhà ăn, ăn, ăn thất nghiệp sướng hơn mới lại trở lại làm việc rồi dính Covid-19 thì sao? Và quý vị nhớ tuần vừa rồi đó là báo chí đưa tin là các chợ của Mỹ bắt đầu giới hạn bán thịt đúng không? như Costco, Sam Club rồi gì đó, Walmart bất kỳ người ta chỗ nào ăn thịt họ giới hạn như một gia đình được mấy pound lại khái như vậy, họ giới hạn hết. Hôm cuối tuần rồi em tôi đi mua Costco ra chợ Costco sạch xanh thịt về không có thể cuối cùng mua thịt trù về ăn. Thịt trù tôi không biết ăn. Mở ra vào hơi trù tao ăn. Bò heo hết rồi, nó mua hết rồi. Nhưng mà một phân tích của Reuters cho thấy khi các hãng xưởng trở lại làm việc về thịt heo đó, tức là không phải toàn bộ nha, một số thì nhân viên không lại, nhưng mà một số tiệm, một một số xưởng trở lại làm việc. Thì một phần lớn cái thịt heo này lại bán cho Trung Quốc. Ấy da. Dạ! Ngộ không? Đó. Bây giờ ông Trump đang bị một số nhà lập pháp chỉ trích là bắt nhân viên trở lại làm việc bởi vì ông, ông ra lệnh mà quý vị mở cửa mà khi nhân viên trở lại làm việc các có nhiều khả năng là bị nhiễm covid 19 mà trong cái thịt lại bán không chỉ ở mỹ không mà bán cho cả trung quốc nữa Đấy, trung quốc bây giờ không chỉ mua thịt của mỹ mà mua khắp nơi trên thế giới bởi vì sau khi họ bị cái bệnh gọi là sẵn cái gì, heo cái gì, lá heo gì mới đây chắc bị nhớ đó bây giờ họ mua mà họ mua giá cao nữa đó thì giống như ông Trung Quốc, ông Mỹ đi mua khẩu trang mua gấp ba giá của Pháp, bây giờ ông, ông ông ông, Trung Quốc cần thì theo, Thịt theo thịt heo là một phần không thể thiếu thực phẩm người Hoa. Đây quý vị thấy. Một tuần à, tuần trước đó coi như là Mỹ xuất cảng qua Trung Quốc là 40.200 tấn thịt heo. 40.200 tấn thịt heo, quý vị thấy không? À. Thì bây giờ là người Trung Hoa họ xài thịt heo nhiều hơn luôn, họ sử dụng thịt heo nhiều hơn của Trung Quốc luôn. Đến cái độ mà cái ông bộ trưởng nông nghiệp của tiểu bang Iowa, ông này là ông Mai ông bảo là tôi ủng hộ cái quyết định của Tổng thống Donald Trump bắt các xưởng thịt phải mở cửa làm việc, Iowa nhiều xưởng lắm. Nhưng tôi không ngờ những thịt này bây giờ lại bán cho Trung Quốc. À, bán Trung Quốc đây này. Mà ai bán quý vị biết không? Một trong những cái công ty bán mạnh nhất là công ty Smithfield Food ở tại tiểu bang sao được cô đà mà hôm trước có mấy người à, bệnh đóng cửa đó thì cái công ty này lại do cái nhóm WS Group Limited của Trung Quốc làm chủ tức là Trung Quốc đã mua cái xưởng này rồi đã mua công ty này rồi bây giờ ông Tông Tông mình bắt là các công ty phải mở cửa các xưởng phải mở cửa công nhân Mỹ trở lại làm việc mà chủ chủ Trung Quốc cái người xuất cảng qua Trung Quốc đấy một công ty nữa công ty JBS là do người Brazil làm chủ chỉ có Tyson Foods là của người Mỹ làm chủ thôi là ba cái anh mà sản xuất thịt lớn nhất nước Mỹ đó, và vừa rồi đóng 20 cái xưởng và bây giờ phải mở ra dần dần đó là theo cái thống kê của Reuters cho thấy như thế đó. và cần xúc tức là người tiêu dùng có thể thấy trong những thời gian qua là cái số mà lượng thịt cung cấp ở Mỹ nó giảm 30% và giá giảm cho tới cuối tháng năm này luôn đó và cái giá tăng 20% mươi so với năm ngoái, đó là theo uh, cái ông Will Sawyer, một phân tích và một nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Nông nghiệp Cobank, cho biết như thế. Có nghĩa là gì? Uh, sẽ từ giờ đến cuối tháng năm số lượng thịt ở Mỹ sẽ giảm 30%, nhưng mà giá thì lại tăng 20% so với năm ngoái. Đó. Rồi tính ra đó là cái số lượng thịt heo lắm. Tính từ giữa tháng 3 giờ mỗi ngày đã giảm mất 40% Tại vì một số người không đi làm Thấy không Nhưng mà cái số lượng thịt heo Mà từ Mỹ mà xuất cảng qua Trung Quốc Tăng gấp 4 lần Trong cùng thời gian Đó là theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp Bộ Văn Nông nghiệp Nông Văn nghiệp Của Hoa Văn Kỳ à. Thấy không Hãng Smithfield được Trung Quốc Được cái tổ chức WS Group của Trung Quốc mua năm 2013 với giá 4.7 tỷ đô la. Và đây là công ty xuất cảng lớn nhất, xuất cảng thịt nhiều nhất từ Mỹ sang Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3. Đó. Theo các tổ chức gọi là SP Global Market Intelligence là tình báo về, về 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 gọi là, là thị trường nó cho biết như thế. Đó tháng riêng tháng ba đúng rồi bởi tháng riêng ba là trung quốc bị hít bị bị coronavirus hít thiếu thịt rồi Smithfield đó trong tháng ba là bán qua trung quốc chở bằng tàu nha 13.680 tấn thịt heo cũng theo cái thống kê mới nhất của S&P Global Market Intelligence cho biết như thế à và đây là công ty mà 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 gọi là chế biến thịt lớn nhất thịt heo đó thịt heo nhá lớn nhất thế giới đó và vừa rồi nó phải đóng cửa thì bây giờ đóng cửa sau là cô ta mới chuyển về vật sinh nhà chúng tôi chuyển về nhà họ có cái xưởng ở vật sinh nhà nó và bắt đầu với nhà làm những cái thịt tươi này ờ, thịt ba chỉ này thịt hem là thịt xay đó đó bán cho người dân mỹ nhưng mà một phần lớn à, bán những cái loại mà thịt heo mà nguyên con á bán ở Trung Quốc bán ở thị trường Trung Quốc đó là các uh, giới chức địa phương và nhân viên của trong công ty này nói cho Reuters biết như vậy đó. riêng cái uh, và cái cơ sở và sinh nhà đó hiện tại là bây giờ cũng xuất cảng qua cho Trung, Trung Quốc và cho và bán cho thị trường nước Mỹ luôn đó. thì thưa quý vị đó là cái chuyện mà bây giờ tổng thống Donald Trump cũng đang bị kẹt là bởi vì sao ông kêu người ta trở lại làm việc nhưng mà trong đó thì theo không những là dân mỹ thì bị thiếu cái chuyện đó rõ ràng mấy người qua mỹ đọc báo thì biết rồi các chợ bán đi hạn nhưng mà một phần lớn bán vào trung quốc trung quốc mua với giá cao mà đừng trách người ta chỉ đừng trách mấy xưởng này nhiệm vụ của tôi là làm cho nhiều tiền kiếm ra nhiều tiền cho công ty không thôi tôi mất job ai nuôi vợ con của tôi thôi ai nuôi vợ con của chúng tôi thì lại trở lại tình và tiền là cái nguyên lý căn bản của con người nữa chỉ có điều là ông Tổng thống Donald Trump bị kẹt chút xíu Là ông chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào Ông đang bị một số người chỉ trích Nhưng mà có lẽ là ông nhìn thấy vấn đề là thôi thà là như vậy Xuất cảng đi, coi như bán được hàng của Mỹ <laughs> cũng đỡ Với lại cho các xưởng nó trở lại làm việc Còn hơn là để nó ở nhà Nó ở nhà thì là người Mỹ, Trung Quốc không có thịt ăn mà Mỹ cũng không có thịt ăn luôn, nó còn chết đói nữa có thể là có lý nhưng mà các một số nhà lập pháp vẫn có quyền chỉ trích ông có tự do ngôn luận mà đúng không thì quý vị đó là kể quý vị nghe câu chuyện Mỹ nhiều chuyện buồn cười ghê đâu ha? Chuyện nào là đòi tiền học là chuyện là bây giờ sẽ ừ, cái là là là, là 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 là, cái gì chế biến thịt heo trong lúc người người bên Mỹ thiếu thì bán ở Trung Quốc nó đại khái rồi các nước khác thì sẽ không bán ở Trung Quốc rồi. Đấy không? Bởi các nước khác độc đảng là một đảng hay độc tài nó có thể ra lệnh làm gì đó. Mỹ thì không làm được chuyện đó bởi Mỹ là thị trường tự do. Chính cái đó người dân Mỹ bị thiệt hại. Thay vì thịt bán Trung Quốc bán đây phải giá đỡ nó đó câu chuyện hai câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.